Đến hẹn lại lên, chào mừng tất cả anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức thời chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện thăng trầm của lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện tinh thần yêu nước của mình. Người thì cầm súng chiến đấu, người thì trở thành những tình báo luồn sâu trong lòng địch, có người thì trở thành hậu phương vững chắc chờ những người lính đánh trận trở về. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất phải kể đến tình yêu nước của người con gái Hà Thành Trịnh Thị Ngọ. Bà được lính Mỹ gọi với cái tên Hana Hà Nội. Mặc dù không cầm súng ra trận, cũng chưa từng đối mặt lính Mỹ lần nào, nhưng chính nhờ giọng nói bí ẩn đầy mê hoặc của bà đã khiến quân địch khi tham chiến ở Việt Nam bị cảm hóa và ám ảnh mỗi ngày. Thậm chí nhiều tên lính Mỹ đã tìm cách trốn về nước, thoát khỏi cuộc chiến tranh phi nghĩa sau khi nghe giọng bà. Vậy rốt cuộc Hana Hà Nội sở hữu ma lực gì mà khiến những tên lính tàn bạo vô nhân tính trở thành những con người sợ chiến tranh như vậy? Bà đã nói những gì để cảm hóa được lính Mỹ? Tất cả anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, có câu nói rằng khi đánh giá một con người, nhiều khi chỉ cần nghe giọng nói của họ thế nào, hay chính xác hơn là giọng nói thể hiện tính cách của một con người. Mà không tin, các ông cứ để ý giọng nói của các cô gái mà xem. Người thì sở hữu giọng chanh chua, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, nói từ đầu làng, cuối làng đã nghe rõ. Thế nhưng có những cô gái lại sở hữu giọng nói ngọt ngào, nước lòng người hâm mộ, khiến người ta chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy yêu rồi. Quay trở lại với thời chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi hàng ngày chúng ta vẫn phải nghe tiếng bom đạn, thì ở đâu đó đã xuất hiện một nhân vật rất đặc biệt, có giọng nói thôi thúc hòa bình, làm triệu trái tim thức tỉnh vì công lý. Đó chính là nữ phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ. Một người con gái sinh ra từ phố cổ Hàng Bồ, Hà Nội, chỉ với giọng đọc tiếng Anh chết người của mình đã khiến những người lính Mỹ tham gia chiến tranh ở Việt Nam bị mê hoặc, bị cảm hóa mỗi ngày dù chưa từng gặp mặt. Cũng bởi sức hút đặc biệt như vậy nên bà còn được gọi với cái tên Hana Hà Nội. Trịnh Thị Ngọ, cái tên chân chất, đầy dân dã, nhưng trên thực tế, Trịnh Thị Ngọ là tiểu thư nhà giàu đúng nghĩa. Bởi bà là con gái của nhà tư sản Trịnh Đình Kính, người vẫn được mệnh danh là ông Hoàng Thủy Tinh Đông Dương với thương hiệu Thanh Đức. Vì nhà mặt phố, bố làm to nên Trịnh Thị Ngọ được trang bị đầy đủ công dung ngôn hạnh từ tấm bé. Hơn nữa, lại là con nhà tư sản, tư tưởng nặng về Âu hóa nên chẳng lạ khi cô con gái của nhà tư sản Trịnh Đình Kính thi đậu tú tài Pháp rồi tự học thêm tiếng Anh bên ngoài. Mà anh em biết không, giá của việc học tiếng Anh hồi đó không hề rẻ, khoảng 25 đồng tiền Đông Dương cho một giờ. Trong khi đó, mỗi tháng học phí tại trường học cũng chỉ vài chục đồng. Thế nên chuyện con gái Việt đi học thứ ngoại ngữ đặc phương Tây như Trịnh Thị Ngọ đích thị là của độc, của hiếm thời đó. Nói về việc học tiếng Anh từ sớm của mình, bà Trịnh Thị Ngọ không ngại thổ lộ rằng thực ra lúc đầu bà học tiếng Anh chỉ là do cha bà muốn vậy. Nhưng rồi không lâu sau đó, thứ ngôn ngữ còn xa lạ với đa phần người dân Việt thời bấy giờ đã trở thành niềm đam mê. Sự chuyển hướng đột ngột ấy bắt đầu từ niềm say mê vô tận của bà đối với những bộ phim Mỹ, trong đó đặc biệt là tác phẩm điện ảnh kinh điển Cuốn Theo Chiều Gió. Bà từng xem đi xem lại bộ phim ấy cả thảy 5 lần. Mê phim đến độ, Trịnh Thị Ngọ muốn mình có thể tự nghe, tự hiểu những gì mà các diễn viên đang nói mà không cần thông qua phụ đề dịch. Thế nên cô thiếu nữ cá tính quyết định học tiếng Anh và học giỏi thứ ngôn ngữ này cũng vì lẽ đó. Thế nhưng sống trong nhung lụa và niềm đam mê học tiếng Anh chưa được bao lâu thì chuyện không ngờ đã xảy đến với gia đình bà khi cha bà, ông Trịnh Đình Kính, dù mang tư tưởng tư sản nhưng bị bắt giam ở Hòa Lò vì đã ủng hộ cách mạng. Mọi tài sản đều bị mất hết, lúc này mọi trách nhiệm được đặt lên vai của cô gái Trịnh Thị Ngọ. Nhưng cũng giống cha, bà cũng một lòng yêu nước, ghét giặc ngoại xâm. Vì thế trong thời gian cách mạng tháng 8 diễn ra tại Hà Nội, bà Ngọ cũng như rất nhiều người dân yêu nước lúc bấy giờ tham gia một cách nhiệt tình vào các hoạt động cứu chữa thương bệnh binh, tiếp tế nuôi quân cách mạng. Đến năm 1955, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV mở chương trình phát thanh tiếng Anh. Trịnh Thị Ngọ với vốn tiếng Anh thành thạo của một cô sinh viên vừa tốt nghiệp khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đã trở thành phát thanh viên kiêm biên dịch và biên tập viên. Đó là thời điểm mà cái tên Thu Hương, Hanoi Hana trở nên nổi tiếng. Thậm chí đài phát thanh Hoa Kỳ đã ngay lập tức thông tin về nữ phát thanh viên Việt Nam có chất giọng ngọt ngào đang cố gắng du ngủ binh sĩ Mỹ sau chương trình phát sóng đầu tiên của bà. Thời điểm này, chiến trường miền Nam đang có sự chuyển hướng mạnh mẽ. Mỹ chuyển sang loại hình chiến tranh mới, quân viễn chinh Mỹ ồ ạt đổ bộ vào miền Nam Việt Nam. Trước tình hình nguy cấp, lúc đó Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phối hợp với Cục Địch Vận, Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng làm một chương trình tiếng Anh dành riêng cho lính Mỹ lấy tên là chương trình Chuyện Nhỏ Với Binh Sĩ Mỹ. Các buổi phát thanh địch vận bằng tiếng Anh của bà Trịnh Thị Ngọ được phát vào ban đêm sau một ngày dài diễn ra chiến sự. Câu mở đầu của chương trình là: "Đây là Thu Hương, trò chuyện với binh sĩ Mỹ ở Nam Việt Nam." Lúc đầu buổi phát thanh chỉ dài từ 5 đến 6 phút mỗi lần và mỗi tuần có 2 buổi phát. Tuy nhiên, vào những giai đoạn cao trào của cuộc chiến, Thu Hương thực hiện 3 chương trình 30 phút mỗi ngày vào 3 khung giờ khác nhau, nhắm vào khoảng thời gian binh lính Mỹ vừa từ chiến trường khốc liệt trở về.
Nội dung của các buổi phát thanh thường liên quan tới những con số thương vong hay danh sách bị bắt của lính Mỹ, khẳng định rằng sự can thiệp của Hoa Kỳ ở Việt Nam là không chính đáng và trái đạo đức. Những thông tin về các cuộc chính quyền đàn áp người da đen tại quê nhà. Chính quyền Mỹ đã bỏ quên các anh, tại sao các anh lại ở đây? Trong khi các anh có những vấn đề của mình tại chính nơi chôn rau cắt rốn. Một điều đặc biệt là những tin tức được tổng hợp trong bản tin này được lấy từ chính những báo nước ngoài và báo của quân đội Mỹ. Chào các anh lính Mỹ vô danh. Tôi thấy có vẻ như hầu hết các anh được cung cấp rất ít thông tin về diễn biến của cuộc chiến, lại càng không được một lời giải thích đúng đắn về sự hiện diện của các anh ở đây. Không có gì mơ hồ bằng việc được lệnh dấn thân vào một cuộc chiến để bị chết hoặc bị thương tật cả đời mà không có lấy một ý niệm mờ nhạt nhất về chuyện gì đang xảy ra. Đó là những chương trình phát thanh địch vận, song Hanoi Hana không hề tỏ ra gay gắt hay kết tội các binh lính Mỹ. Với giọng đọc thỏ thẻ, oanh vàng trò chuyện hàng đêm, Hana còn giới thiệu những bài hát Mỹ chống chiến tranh nổi tiếng trong nội dung phát sóng để khơi gợi nỗi nhớ nhà trong lòng những chàng trai trẻ. Những người lính Mỹ tha thiết một niềm khao khát sống khi nghe những bài hát của Hana mà rất nhiều trong số đó bị cấm trong quân ngũ. Blowing in the Wind, một trong rất nhiều ca khúc Mỹ quen thuộc góp mặt trong chương trình phát thanh của Hanoi Hana. Đôi khi Hana còn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới một người lính Mỹ nào đó. Một cựu binh đã kể lại rằng có lần Hana đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới đồng đội 22 tuổi của ông, nhưng thật không may, anh ta đã thiệt mạng vì mìn vài ngày trước đó. Nghe lời chúc mừng sinh nhật được gửi tới người đồng đội quá cố từ một người phụ nữ ở phía bên kia chiến tuyến, quả thực là một trải nghiệm dựng tóc gáy. Thế là những người lính Mỹ đã âm thầm mang suy nghĩ né tránh những cái chết vô ích trên chiến trường. Họ muốn được sống để nghe lời chúc mừng sinh nhật của Hana. Với những gã lính Mỹ chán trường, chương trình phát thanh của Hana là nguồn giải trí hiếm hoi. Xếp sau cây súng, chiếc radio là vật sở hữu quý giá nhất của họ. Tương tự như báng súng, radio thường được bảo vệ bằng cách dùng băng dính đen cuốn kín. Những người lính thường cười khi Hana tìm cách dụ họ bỏ chốt hoặc thủ tiêu sĩ quan. Họ băn khoăn liệu bà có đáng yêu như giọng điệu thường nói. Nhiều người còn coi bà là một trong những đối thủ lớn nhất ở Việt Nam. Thượng nghị sĩ John McCain, người từng là phi công xuất sắc của Hải quân Mỹ và đã bị giam giữ tại Hỏa Lò từ năm 1967 đến năm 1972, sau này đã thừa nhận với báo chí Mỹ rằng ông và các đồng đội đã thường xuyên nghe chương trình phát thanh của Hanoi Hana trong thời gian tham chiến tại Việt Nam. Nhiều binh lính ở miền Nam Việt Nam khi đó, thay vì nghe chương trình phát thanh chính thống, thì lại tin tưởng nhiều hơn vào những nội dung mà giọng đọc tiếng Anh mềm như lụa của Hana cung cấp. Họ còn ca ngợi Hanoi Hana là giọng nói ma mị, ám ảnh nhất thế kỷ 20. Trong các phát thanh viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thời bấy giờ, có lẽ không ai sở hữu cho mình nhiều tên gọi, biệt danh như Trịnh Thị Ngọ. Về danh xưng Thu Hương, bà Ngọ từng tiết lộ, cái tên Trịnh Thị Ngọ có hai dấu nặng nên rất khó đọc với những người nói tiếng Anh. Đài Tiếng Nói Việt Nam khi đó đề nghị tôi chọn một cái tên dễ đọc hơn. Tôi đã chọn tên Thu Hương vì Thu Hương là tên một cô bạn gái rất thân. Sau này tôi chọn tên cô ấy cho cả con gái của mình. Nhưng nổi tiếng hơn cả, thậm chí đã trở thành huyền thoại là nickname Hana Hanoi. Về cái tên này, bà Ngọ lý giải, Hana chỉ là một cái tên phụ nữ Mỹ thông dụng. Lính Mỹ gọi tôi như thế có lẽ cho thân quen. Tôi cũng đoán sự chơi chữ của lính Mỹ. VC là Việt Cộng, họ cũng gọi là Victor Charlie. Jane Fonda sang Việt Nam cũng được gọi là Hà Nội Jane. Bản tin của tôi phát đi từ Hà Nội nên gọi là Hana Hà Nội cho dễ nhớ. Sau này cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi gặp cũng gọi tôi là Hana Hà Nội. Số biệt danh của bà Ngọ chưa phải đã hết. Bị giọng đọc của bà mê hoặc, lính Mỹ gọi bà là phù thủy, là nàng tiên cá. Thậm chí có những binh lính Mỹ đã thốt lên rằng, Hana, người là đấng tiên tri hay là mụ phù thủy hay là quỷ sứ? Không ít những tên lính Mỹ cao to đen hôi, bình thường thì tàn bạo đến man rợ, nhưng sau những lần nghe những buổi trò chuyện với lính Mỹ của bà trên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tìm mọi cách để chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa và tìm cơ hội để trở về quê hương. Và cũng nhờ bà mà tôi mới biết được là bọn lính Mỹ nó lại nhân văn như thế đấy anh em ạ. Tin đồn về giọng nói của Trịnh Thị Ngọ lan nhanh như vũ bão và nhanh chóng đến tai tên Tổng thống Mỹ Kennedy. Nhưng điều ngạc nhiên là khi nghe xong giọng của cô gái đó, hắn cũng phải thừa nhận rằng Việt Cộng đã dùng một giọng đàn bà quyến rũ, mê hoặc để làm lung lay tinh thần quân đội Mỹ ở Việt Nam. Lập tức Bộ Tư lệnh Viễn chinh quân đội Mỹ từng cấm binh sĩ ở hạm đội 7, binh sĩ ở Thái Lan cũng như ở miền Nam Việt Nam không được tiếp tục nghe chương trình của Hana Hanoi nữa. Thậm chí sau này khi chiến tranh kết thúc, chương trình cũng kết thúc, nhưng rất nhiều nhà báo Mỹ vẫn tìm đến Việt Nam để hỏi chuyện bà. Rất nhiều cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu ở Việt Nam vẫn giữ những bản thu những buổi phát thanh của bà. Có thể thấy giọng nói của bà, cách kể chuyện bằng cả trái tim Việt Nam đã trở thành huyền thoại trong lòng lính Mỹ. Sức hút đó đến từ nội dung của mỗi câu chuyện bà kể, từ chuyện gia đình của những người lính Mỹ tại quê nhà đến chuyện của những người phụ nữ Việt Nam mất chồng con do bom đạn hoặc suy nghĩ của những người lính Việt Nam sau một trận đánh. Đó còn là cả những điều lo sợ của lính Mỹ sau mỗi trận càn quét, đánh nhau. Nhưng sức hút lớn nhất vẫn là từ giọng đọc của bà Trịnh Thị Ngọ. Bà Trịnh Thị Ngọ tiết lộ, với những cuộc trò chuyện với binh sĩ Mỹ ở miền Nam Việt Nam, tôi không gọi là kẻ thù
enemy, mà gọi là đối phương, adversary. Các anh ở bên quân đội viết tin bằng tiếng Việt, tôi là một trong số những người chuyển ngữ sang tiếng Anh. Khi đề cập thời sự cuộc chiến, tôi thường dẫn thêm lời báo chí Mỹ để thông tin có phần khách quan. Thông điệp mà tôi cố gắng truyền đạt đến từng lính Mỹ là các anh đang chiến đấu cho một cuộc chiến tranh phi nghĩa và sẽ chết một cách vô ích. Nhờ có giọng nói truyền lửa, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước hoàn toàn được giải phóng, quân Mỹ phải cút về nước. Bà Vinh Dự là người được đọc trực tiếp bằng tiếng Anh, thông báo với thế giới sự kiện lịch sử của Việt Nam. Sài Gòn đã được giải phóng, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập, thống nhất. Giây phút đó bà nghẹn ngào, bởi đó không chỉ là thời khắc thiêng liêng của toàn dân tộc, mà còn là niềm tự hào của toàn dân Việt Nam khi đánh thắng kẻ thù sừng sỏ nhất thế giới. Sau ngày giải phóng, bà cùng chồng là một kỹ sư vào miền Nam sinh sống và làm việc ở Đài Tiếng Nói Thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp của mình, bà đã xuất sắc nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, huy chương vì sự nghiệp phát thanh. Nhiều tờ báo lớn như Los Angeles Times, New York Times đã viết về phát thanh viên huyền thoại này. Khi được hỏi về sự nổi tiếng của mình, bà Ngọ đã chia sẻ với phóng viên rằng: "Ồ, tôi không phải là người nổi tiếng. Tôi yêu quãng thời gian ở Hà Nội. Tôi đơn giản là một công dân bình thường đang cố gắng đóng góp chút gì cho đất nước của tôi." Quả đúng là như vậy. Hannah Hà Nội vốn dĩ chỉ là một người dân Việt Nam bình thường, nhưng có lẽ tình yêu nước của bà thật đặc biệt và cũng chẳng giống ai. Sinh thời, bà Trịnh Thị Ngọ từng chia sẻ rằng làm việc ở Đài Tiếng Nói Việt Nam là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Bà từng nói, đọc tiếng Anh là một niềm đam mê, mình yêu thích và nghề đã đem lại cho tôi nhiều niềm vui. Tôi có viết trong một hồi ký của đài là, nếu như có một đời thứ hai thì tôi vẫn chọn làm phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chỉ tiếc rằng người phụ nữ tài năng đã qua đời vào lúc 17h15 phút ngày 30 tháng 9 năm 2016, hưởng thọ 87 tuổi. Sau đó linh cữu của bà Trịnh Thị Ngọ được an táng tại xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Cho đến nay, những câu chuyện về bà, về Hannah Hanoi, người phụ nữ có giọng nói ma quỷ, giọng nói huyền thoại hay nàng tiên cá của binh sĩ Mỹ vẫn được nhiều người nhắc đến. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng mình, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em ở những video lần sau.